Mới đây, Taste Atlas, trang web được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới, đã công bố danh sách 100 món bánh ngọt ngon nhất trên toàn cầu. Tiêu chí bình chọn được xét theo mức độ phổ biến của món ăn. Trong bảng xếp hạng 100 món bánh ngọt nổi tiếng nhất thế giới năm nay, có một đại diện của Việt Nam được xướng tên là bánh da lợn. Bánh da lợn là món tráng miệng truyền thống của Việt Nam, gồm các lớp bánh dẻo đan xen nhau. Bánh được làm từ đậu xanh nghiền, tinh bột sắn, bột gạo và nước cốt dừa. Theo cách làm truyền thống, mỗi chiếc bánh da lợn sẽ có một lớp màu vàng nhạt làm từ đậu xanh và một lớp xanh lá cây làm từ lá dứa. Ngoài ra có thể sử dụng linh hoạt các nguyên liệu khác như sầu riêng hoặc khoai môn. Từ những ngày đầu tiên khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Việt Nam, việc bảo quản thực phẩm đã trở thành một trong những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Thị trường tủ trữ đông đồ ăn trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các siêu thị điện máy và một số cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ bày bán hàng trăm loại tủ trữ đông đồ ăn thuộc các thương hiệu khác nhau với kiểu dáng đa dạng, dung tích từ nhỏ đến lớn phù hợp với yêu cầu sử dụng của từng khách hàng. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh còn tung ra nhiều chương trình ưu đãi để nhân cơ hội này, tăng doanh thu và sản loạt hàng còn tồn trong kho. Với những chiếc tủ có chức năng trữ đông, đồ ăn loại 180-200 lít, giá thường dao động từ 5-9 triệu đồng một chiếc tùy hãng. Tủ trữ đông có dung tích lớn hơn và nhiều chức năng hơn thì giá cả có thể lên tới từ 10-20 triệu đồng một chiếc. Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết từ đầu năm 2021, mặc dù nhiều thành phố tại Úc bị giãn cách xã hội, nhưng sầu riêng RE6 vẫn có sức hút lớn. Vừa mới đây, hơn 15 tấn sầu riêng đông lạnh của một công ty Việt Nam xuất sang Úc đã cháy hàng chỉ trong 2 ngày phân phối, từ ngày 23 đến 24 tháng 7. 45 tấn sầu riêng RE6 khác của Việt Nam mặc dù còn đang trên biển cũng hết nhẵn vì các cửa hàng đặt mua hết. Giá sàn thấp nhất lên đến 18,99 đô la Australia 1 kg, khoảng 320.000 đồng 1 kg đối với sầu riêng đông lạnh nguyên quả và từ 20 đến 25 đô la Australia 1 kg, khoảng 340 đến 425.000 đồng 1 kg đối với loại bóc sẵn muối. Nguyên nhân cháy hàng là do công ty Việt Nam cam kết chất lượng, trao đổi sau khi mua và do công tác xây dựng thương hiệu quyết liệt liên tục sau 2 năm, RE6 đã có chỗ đứng tại thị trường khó tính Úc.